tổ chức à? Dạ. Cậu là ban tổ chức à? Em là một phần nhỏ của ban tổ chức. Tức là cái chương trình này là nó kết hợp từ các thành phần nào nhiều? Vui quá. À, đây chị nhìn thấy thôi là chị thấy rồi. Đây là chương trình rực rỡ sắc màu Lai Châu và là chương trình của tuần văn hóa du lịch Lai Châu tại Hà Nội. Vậy bây giờ là toàn bộ là chúng em là ở Lai Châu và mong muốn mang sắc màu của Lai Châu đến với lại Hà Nội, đến với là tất cả du khách trong và ngoài nước. Vậy tìm về Lai Châu và bản sắc văn hóa tại Lai Châu thì có những gì? Lai Châu là một tỉnh có 20 dân tộc anh em. Và trong tuần lễ này thì chúng em giới thiệu 6 dân tộc trong đặc sắc. 6 dân tộc đặc sắc, trong đó có Hà Nhì, Mông, Thái, Giấy, Lự và Giao. Vậy bây giờ cái du lịch phát triển cộng đồng tại Lai Châu đã phát triển mạnh chưa? Và du khách tìm đến Lai Châu thì đã có những cái điều kiện ăn, ngủ, nghỉ và trải nghiệm văn hóa như thế này chưa? Chắc chắn là sẽ phải có rồi thì chúng em mới dám mang về đây để giới thiệu với bạn bè thủ đô chứ, đúng không ạ? Và đến với Lai Châu thì với 20 dân tộc anh em, 7 huyện, thành phố với rất nhiều bản văn hóa du lịch cộng đồng thì có rất nhiều thu hút cho mọi người. Bạn có thể lướt cho mình, có thể đếm những trung làng văn hóa cộng đồng có nào? Có thể kể đến bản văn hóa Xin Suối Hồ là bản du lịch cộng đồng số 1 của tỉnh Lai Châu và đang trong top 10 của cả nước. Tam Đường của huyện Phong Thổ. Phong Thổ. Và huyện Tam Đường thì có thác Đắc Tình, bản Xí Thâu Trại, dân tộc Dao. Và thành phố Lai Châu thì có chợ đêm San Thàng. Và Mường Tè thì có Ca Lăng Thu Lũng. Và Xìn Hồ thì có làng Ngô, có thị trấn Xìn Hồ, có rất là nhiều thứ. Rất cảm ơn những người cán bộ, những người mà làm công tác quản lý văn hóa đã giúp cho du khách gần xa biết thêm về Lai Châu, mảnh đất và con người. Chúc sức khỏe bạn và cảm ơn bạn. Cảm ơn chị và hy vọng là sau chương trình này, gọi là chương trình đầu tiên của Lai Châu, nhưng mà sẽ có nhiều chương trình khác sẽ mang đến cái sự mới lạ và sự thu hút, thích thú cho du khách. Đặc biệt là đó là một điểm nhấn để cho Lai Châu đón rất là nhiều du khách đến với Lai Châu. Không chỉ Lai Châu, còn với mong muốn du khách quốc tế thì sao? Dĩ nhiên là ngoài du khách trong nước thì về du khách ngoài nước sẽ có ấn tượng rất lớn với Lai Châu, hy vọng là như vậy ạ. Lai Châu đã sẵn sàng hết, Lai Châu đã sẵn sàng cho cái điều kiện cần và đủ để đón du khách trong nước và quốc tế chứ ạ? Vâng, đất và người Lai Châu sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế ạ. Rất cảm ơn.